Xin mời trọng tài cảm Trần Quang Mạnh. Xin mời trọng tài ban Vương Quốc Hùng. Trận đấu giữa huấn luyện viên Nguyễn Thế Mạnh và Thanh Hóa Thằng Đỏ gặp Phạm Thị Huế và đội bóng Cẩm Thanh. Các trọng tài chuẩn bị trận đấu. Hiệp 2, bắt đầu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.